nhằm mục tiêu bảo vệ, hỗ trợ và thúc đẩy cho các truyền thống và lý tưởng của Nga trước bối cảnh đầy biến động hiện nay. Mới đây nhất, vào hôm 5 tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phê chuẩn chính sách đối ngoại mới. Cuộc chạy đua cho vị trí kế nhiệm Thủ tướng Anh Boris Johnson đã chính thức đi đến hồi kết thúc với chiến thắng thuộc về Ngoại trưởng Liz Truss. Trước kết quả này, Moscow bày tỏ thái độ không mấy tốt đẹp với tân Thủ tướng Anh cũng như cảnh báo về tương lai mù mịt với London. Trong khi đó, phía Ukraine lại có thái độ khác hoàn toàn khi thể hiện mong muốn được hợp tác nhiều hơn nữa với nhà lãnh đạo mới của nước Anh. Có thể nói, sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine đã ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết kể từ khi xung đột với Nga nổ ra. Tuy nhiên, theo tờ The Hill, Mỹ đang ngày càng ngông cuồng trong việc hỗ trợ Ukraine. Các thông tin đáng chú ý khác. Một tòa án Mỹ vừa ra quyết định có lợi cho ông Trump trong vụ FBI khám xét nhà ông hồi tháng trước. Bị cắt ngang lúc phát biểu, ông Biden thẳng thừng đáp trả. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu và các đối tác OPEC cộng lần đầu tiên trong năm cắt giảm nguồn cung dầu. Do ảnh hưởng từ quyết định ngừng đường ống Nord Stream 1 vô thời hạn của Nga, đồng euro rớt giá xuống mức thấp nhất so với đô la Mỹ trong hai thập kỷ. Mới đây, một vụ nổ đã xảy ra gần Đại sứ quán Nga tại thủ đô Kabul của Afghanistan. Đối với những người chứng kiến, đây là một vụ việc kinh hoàng. Pakistan tiếp tục vật lộn với thảm họa lũ lụt. Đến nay, ít nhất 1.300 người ở quốc gia Nam Á này đã thiệt mạng vì thiên tai. Ông Putin mới đây đã có những trải nghiệm thú vị trong khuôn khổ chuyến công tác đến vùng viễn đông của Nga. Nổi bật là hoạt động tương tác và tìm hiểu về chi mừng. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị trong chương trình Thế giới hôm nay ngay sau đây. Chào mừng quý vị đã đến với chương trình Thế giới hôm nay ngày 6 tháng 9. Thưa quý vị, Reuters đưa tin vào hôm 5 tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phê chuẩn một chính sách đối ngoại mới dựa trên khái niệm Thế giới Nga. Đây được xem là chính sách thể hiện chiến lược mềm dẻo và sự hỗ trợ dành cho đồng bào Nga, giúp tăng cường hình ảnh của Nga trên trường quốc tế. Chính sách nhân đạo gồm 31 trang này, chứa đựng hơn 6 tháng xung đột ở Ukraine. Chính sách đề cập Nga nên bảo vệ, hỗ trợ và thúc đẩy cho các truyền thống và lý tưởng của thế giới Nga. Bên cạnh việc trình bày chiến lược quyền lực mềm dẻo, chính sách cũng ghi lại những ý tưởng quan trọng xung quanh chính trị và tôn giáo Nga. Chính sách cho biết, Liên bang Nga sẽ cung cấp sự hỗ trợ cho đồng bào sống ở nước ngoài của mình, miễn là nằm trong quyền hạn mà họ được hưởng, để đảm bảo bảo vệ được lợi ích cũng như bảo tồn bản sắc văn hóa Nga dành cho họ. Đồng thời cũng ghi rõ rằng mối quan hệ của Nga với đồng bào nước ngoài đã cho phép Nga tăng cường hình ảnh của mình trên trường quốc tế với tư cách là một quốc gia dân chủ đang cố gắng trong việc tạo ra một thế giới đa cực. Chính sách mới cũng cho biết Nga sẽ tăng cường hợp tác với các quốc gia như Trung Quốc và Ấn Độ, cũng như thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ với Trung Đông, Mỹ Latinh và Châu Phi. Chiều hôm qua, theo giờ Việt Nam, nước Anh đã có tân thủ tướng mới thay thế ông Boris Johnson. Theo đó, Ngoại trưởng đương nhiệm Liz Truss. Không lâu sau đó, Điện Kremlin đã có những bình luận về nhà lãnh đạo mới của xứ sở sương mù. Theo Reuters, Điện Kremlin vốn công khai không thích bà Liz Truss từ lâu, cho biết không có dự định sẽ tạo mối quan hệ với tân thủ tướng Anh. Điện Kremlin nhấn mạnh, trong số nhiều chính trị gia nước ngoài đã đến Moscow vào đầu năm nay nhằm ngăn chặn các nguy cơ xung đột ở Ukraine, chính bà Truss là người tỏ vẻ khó chịu với giới lãnh đạo Nga hơn bất kỳ ai khác. Bộ trưởng Ngoại giao ông Sergei Lavrov đã mô tả cuộc trò chuyện của họ không khác gì giữa những người câm điếc cũng như bày tỏ sự phản cảm với bà Truss. Cụ thể, vào thời điểm đó, một tờ báo của Nga đưa tin bà Truss đã nói với Ngoại trưởng Lavrov rằng Anh sẽ không bao giờ công nhận chủ quyền của Moscow đối với hai thành phố là Rostov và Voronezh của Nga. Sự nhầm lẫn địa lý này đã buộc Đại sứ Anh tại Moscow lên tiếng đính chính. Trong khi Điện Kremlin mô tả vụ việc là một ví dụ điển hình về việc các nhà lãnh đạo phương Tây thiếu kiến thức, nước Anh bác bỏ lời nhận xét này và nói rằng bà Truss đơn giản là nghe nhầm câu hỏi từ ông Lavrov. Bà Tatiana Stanovaya, người sáng lập công ty phân tích chính trị R-Politics, nói rằng sự cố trên đóng vai trò quan trọng trong việc Nga định hình thái độ với bà Truss. Bà Stanovaya nói, Điện Kremlin mong muốn được làm việc với các nhà lãnh đạo có năng lực và mạnh mẽ, còn bà Truss dường như lại đại diện cho thế hệ chính trị gia phương Tây mới, hời hợt và không có khả năng ứng phó với những quốc gia có tầm nhìn và tư duy chiến lược lâu dài như Nga.
Với định kiến sẵn có với bà Liz Truss, Moscow cũng đưa ra dự đoán rằng mối quan hệ với London sẽ không thể cải thiện, thậm chí theo chiều hướng tiêu cực hơn trong thời gian bà Truss lãnh đạo nước Anh. Phát biểu trước thông tin bà Truss đánh bại đối thủ Rishi Sunak trong cuộc đua giành vị trí kế nhiệm Thủ tướng Anh Boris Johnson, ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên Điện Kremlin, nói rằng: "Tôi nghĩ rằng quan hệ giữa Moscow và London sẽ diễn biến xấu, bởi khó có thể tưởng tượng được điều gì còn tồi tệ hơn." Ông Peskov bổ sung thêm: "Chúng ta không thể hy vọng về sự thay đổi tích cực trong quan hệ với Anh, vì các ứng viên Thủ tướng Anh đã cạnh tranh với nhau bằng những luận điệu bài Nga đe dọa sẽ thực hiện các động thái mới nhằm vào Nga." Giới phân tích chính trị kỳ vọng bà Truss sẽ duy trì lập trường của Anh, vốn là một trong những quốc gia ủng hộ mạnh mẽ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, bao gồm hỗ trợ vũ khí và huấn luyện quân sự. Trái ngược với phản ứng của Moscow, ám chỉ về mối quan hệ không khả quan với nước Anh trong tương lai, Tổng thống Ukraine Zelensky đã có những chia sẻ tích cực khi bà Liz Truss trở thành tân Thủ tướng Anh Quốc. Theo Reuters, Tổng thống Zelensky đã có chia sẻ về mối quan hệ tích cực với một nước Anh dưới sự lãnh đạo của bà Liz Truss. Ông cho rằng bà là người luôn đứng về phía khai sáng của chính trị châu Âu và chính quyền Kiev thực sự mong muốn được hợp tác nhiều hơn nữa với bà trong tương lai. Ông Zelensky nói, ở Ukraine, người dân của chúng tôi biết rõ về bà Liz Truss, bà ấy luôn đứng về phía chính nghĩa. Tôi tin chắc nếu được cùng bà ấy hợp tác nhiều hơn, chúng ta sẽ làm được nhiều điều để bảo vệ lãnh thổ Ukraine, bảo vệ châu Âu, chấm dứt cuộc xung đột hiện nay với Nga. Trước đó, dưới cương vị là Ngoại trưởng Anh, bà Truss luôn thể hiện quan điểm cứng rắn với Moscow về vấn đề Ukraine. Đáng chú ý, bà từng khẳng định rằng các vùng lãnh thổ Nga kiểm soát ở Ukraine đều là chiếm đóng bất hợp pháp. Một thông tin liên quan khác, thưa quý vị, ngay sau thông báo Ngoại trưởng Liz Truss được chọn để lãnh đạo Đảng Bảo thủ và trở thành Thủ tướng mới của nước Anh, Bộ trưởng Nội vụ đương nhiệm bà Priti Patel đã nộp đơn xin từ chức. Lá thư từ chức của bà Patel gửi Thủ tướng Boris Johnson có đoạn: "Tôi cảm thấy vinh dự và nhận được đặc ân lớn khi được phục vụ đất nước với tư cách là Bộ trưởng Nội vụ." Mặc dù không ủng hộ bà Truss trong cuộc tranh cử với cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak, nhưng bà Patel cho biết bà muốn tiếp tục vai trò của mình dưới sự lãnh đạo tiếp theo. Theo trang Reuters, bà Patel cũng đã gửi lời chúc mừng đến bà Truss và nói rằng sẽ ủng hộ tân thủ tướng mới đắc cử. Trang Reuters nhận định, bằng cách luôn giữ thái độ trung lập, cựu Bộ trưởng Nội vụ được kỳ vọng giữ được vị trí của mình trong nội các. Tuy nhiên, các báo cáo hồi tuần trước lại chỉ ra rằng bà Patel nhiều khả năng sẽ nằm trong nhóm người nhận búa rìu nếu bà Truss trở thành thủ tướng. Theo trang Reuters, nhà lãnh đạo mới của nước Anh dự kiến sẽ công bố cuộc cải tổ nội các lớn trong ngày hôm nay, mùng 6 tháng 9. Liên quan tới cuộc xung đột ở Đông Âu, thưa quý vị, tờ The Hill mới đây đã đưa nhận định rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden không còn dè chừng trong việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Hiện nay, Washington tin rằng họ có thể viện trợ thêm những vũ khí mạnh hơn đến Kiev mà không gây ra leo thang. Trước đây, Mỹ đã có phần do dự trong việc đáp ứng các yêu cầu viện trợ của Ukraine. Theo tờ The Hill cho biết, các quan chức Mỹ ban đầu không tin rằng Ukraine sẽ kiên trì chống lại Nga. Đồng thời, Washington cũng lo ngại việc hỗ trợ các loại vũ khí hạng nặng cho Ukraine sẽ gây ra căng thẳng trong mối quan hệ giữa Mỹ với Nga. Tuy nhiên, thái độ dè chừng này đang thay đổi vì Mỹ cho rằng Nga không lưu ý đến những cảnh báo của Mỹ. Cựu đại sứ của Mỹ tại Kiev, ông William Taylor, chia sẻ, theo thời gian, chính quyền ông Biden đã nhận ra rằng họ có thể cung cấp vũ khí mạnh hơn cho Ukraine và Nga sẽ không còn phản ứng trước điều này. Theo ông Taylor, trước đây, Nga đã cảnh báo rằng họ xem các đoàn xe vũ khí của phương Tây đi vào lãnh thổ Ukraine là mục tiêu quân sự của mình. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có đoàn xe viện trợ vũ khí nào bị tấn công. Ông Taylor tin rằng giờ đây mối lo ngại về việc kích động Moscow đã giảm xuống trong chính quyền Biden. Vào cuối tháng 8, Tổng thống Joe Biden đã công bố lô viện trợ vũ khí kỷ lục cho Ukraine trị giá gần 3 tỷ đô la Mỹ. Hồi tuần trước, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, ông John Kirby, cho biết nhiều gói vũ khí sẽ được công bố trong thời gian tới. Moscow đã nhiều lần cảnh báo rằng các chuyến viện trợ vũ khí của phương Tây và Mỹ đến Ukraine chỉ kéo dài xung đột và khiến tình hình hiện nay thêm trầm trọng. Reuters đưa tin, hôm 5 tháng 9, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cho rằng Nga không nên bị gắn mác là quốc gia ủng hộ cho chủ nghĩa cực đoan. Được biết, đây là cụm từ mà Ukraine đã đưa ra trong cuộc xung đột với Nga.
Trước đó, Moscow cũng đã cảnh báo điều này cũng sẽ phá vỡ mối quan hệ song phương Mỹ-Nga. Ông Alexander Dachev đã nói rằng vào cuối tháng 8 vừa qua, Nga khẳng định mối quan hệ ngoại giao với Mỹ sẽ bị phá vỡ nếu Nga tiếp tục bị nói là một nước ủng hộ chủ nghĩa cực đoan. Khi được hỏi liệu Nga có nên được xem là nước ủng hộ cho chủ nghĩa khủng bố hay không, ông Biden đã nói với các phóng viên tại Nhà Trắng là không. Tờ The Hill đưa tin, vào cùng ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đến bang Wisconsin và có bài diễn văn nhân ngày lao động. Trong quá trình phát biểu, một người chống đối ông đã cắt ngang bài diễn văn. Ngay lúc đó, ông Biden lập tức đáp trả, ai cũng có quyền trở thành một kẻ ngốc. Phát biểu tại Wisconsin vào ngày lao động hôm 5 tháng 9, ông Biden nói về sự ủng hộ của mình đối với các đoàn thể và ca ngợi những thắng lợi của Đảng Dân Chủ cũng như gói cứu trợ dịch bệnh vào năm ngoái và dự luật đầu tư sản xuất chất bán dẫn đã được ông ký vào tháng trước. Trong lúc phát biểu, có một người đã cắt ngang lời nói của ông Biden và bị lực lượng an ninh bắt giữ. Trước vụ việc, ông Biden đã yêu cầu thả người này và nói rằng ai cũng có quyền trở thành kẻ ngốc. Trước đó, ông Biden đã phản ứng lại với những người chống đối mình khi có bài phát biểu tại hội trường độc lập ở bang Philadelphia vào ngày 1 tháng 9. Ông Biden nói, họ có quyền được cư xử thái quá, đây là nền dân chủ, việc được đối xử tốt chắc là điều trước đây họ chưa bao giờ nhận. Điểm dừng chân của ông Biden ở Wisconsin diễn ra 2 tháng trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11. Thống đốc bang Wisconsin, ông Tony Evers, và ứng cử viên của Thượng viện Dân Chủ, ông Mandela Barnes, đang chuẩn bị cho các cuộc tranh luận với ứng cử viên thống đốc Đảng Cộng Hòa là ông Tim Michels và Sharon Johnson. Vụ việc các đặc vụ FBI đột kích nhà riêng cựu Tổng thống Donald Trump hồi tháng trước có diễn biến mới, thưa quý vị. Theo Reuters đưa tin, vào hôm 5 tháng 9, thì thẩm phán tòa phúc thẩm ở bang Florida, bà Eileen Cannon đã đồng ý chỉ định chuyên gia đặc biệt xem xét hồ sơ mà FBI đã tịch thu trong quá trình khám xét căn tư dinh Mar-a-Lago của ông Trump. Động thái này có khả năng sẽ trì hoãn quá trình truy cứu hình sự của Bộ Tư pháp. Trong phán quyết của mình, thẩm phán Eileen Cannon tại West Palm Beach, Florida đã chấp thuận yêu cầu của ông Trump về việc cử một chuyên gia đặc biệt thuộc bên thứ ba độc lập để xem xét các tài liệu được bảo vệ bởi đặc quyền luật sư thân chủ. Bà Cannon cho biết người đó sẽ được giao nhiệm vụ xem xét các tài liệu không chỉ được bảo vệ bởi đặc quyền trên mà còn bất kỳ tài liệu nào khác. Bà Cannon cũng ra lệnh cho Bộ Tư pháp ngưng quá trình điều tra hình sự liên quan tới các hồ sơ. Trước đó, bà đã cho nhóm pháp lý của ông Trump và Bộ Tư pháp thời hạn đến ngày 2 tháng 9 để cùng nhau nộp một danh sách đề xuất các chuyên gia đặc biệt. Người cuối cùng mà tòa án chọn cần phải có các thủ tục an ninh cần thiết và chuyên môn pháp lý. Không rõ liệu Bộ Tư pháp có kháng cáo với phán quyết của bà Cannon hay không, người phát ngôn của Bộ Tư pháp Anthony Colley phát biểu, Mỹ đang xem xét các ý kiến và sẽ đưa ra các bước phù hợp kế tiếp trong vụ kiện tụng này. Đại diện của ông Trump đã không phản hồi vụ việc. Tuy nhiên, trong một bài đăng trên trang mạng xã hội Truth Social của mình sau phán quyết của bà Cannon, ông Trump đã viết, hãy nhớ rằng ta cần phải có can đảm và sự liều lĩnh chống lại một Bộ Tư pháp và FBI đã hoàn toàn bị mua chuộc này. Tiếp nối chương trình là thông tin nổi bật về kinh tế thế giới. Theo trang Reuters, khối các nước xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu thế giới OPEC cộng hôm qua, 5 tháng 9, đã thống nhất về việc cắt giảm sản lượng dầu. Đây là lần đầu tiên trong năm nhóm này đưa ra quyết định như vậy. Cụ thể, OPEC cộng sẽ giảm 100.000 thùng dầu bơm ra thị trường thế giới mỗi ngày, bắt đầu từ tháng 10. Động thái này được cho là nhằm đảo ngược quyết định tăng 100.000 thùng dầu mỗi ngày hồi tháng 8 và được triển khai vào tháng 9. Vào thời điểm đó, OPEC cộng lưu ý mức tăng chỉ áp dụng trong một tháng và sẽ can thiệp bất cứ lúc nào cần thiết để ổn định giá thị trường. Sau khi tăng chóng mặt hồi tháng 3 do ảnh hưởng của cuộc xung đột Nga-Ukraine, giá dầu thế giới đang có xu hướng giảm trước lo ngại nguy cơ suy thoái kinh tế thế giới làm giảm nhu cầu tiêu thụ vàng đen. Trong khi đó, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, Trung Quốc, tiếp tục tiến hành phong tỏa nhiều thành phố vì COVID-19, cùng khả năng Iran sẽ hoạt động xuất khẩu dầu trở lại nếu tiến trình khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 được hoàn tất. Ngày 5 tháng 9 cũng chứng kiến một biến động đáng chú ý khác trong tình hình kinh tế thế giới, đó là đồng euro lần đầu tiên trong 20 năm rớt giá xuống mức thấp hơn đồng đô la Mỹ chỉ vài ngày sau khi Nga thông báo ngừng đường ống Nord Stream 1 vô thời hạn.
Theo trang Reuters, giá euro đã giảm 0,7% so với đô la Mỹ, tương đương 0,1 euro, đổi được gần 0,99 đô la Mỹ. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2002. Tuần trước, các nhà phân tích của Goldman Sachs, một ngân hàng đầu tư đa quốc gia của Mỹ, đã cắt giảm dự báo tỷ giá đồng euro đối với đồng đô la Mỹ từ 0,99 đô la Mỹ xuống còn 0,97 đô la Mỹ trong 3 tháng tới. Ông Rodrigo Cachin, chuyên gia tiền tệ tại Ngân hàng Quốc gia Úc, nhận định đồng euro phải chịu tác động từ việc Nga cắt giảm nguồn cung khí đốt cho châu Âu. Không có khí đốt có nghĩa là không có tăng trưởng hay một ECB diều hâu. Cuối tuần trước, tập đoàn năng lượng khổng lồ của Nga là Gazprom đã thông báo tiếp tục ngừng vận chuyển khí đốt qua đường ống Nord Stream 1 do sự cố kỹ thuật. Nord Stream 1 đã giảm công suất hoạt động kể từ tháng 6 với lý do tua bin khí bị lỗi. Bên cạnh đó, Gazprom cũng đổ lỗi cho các lệnh trừng phạt của phương Tây. Trước thềm sự kiện thường niên công bố sản phẩm mới diễn ra trong vài ngày nữa, iPhone của Apple mới đây đã vượt qua dòng điện thoại sử dụng hệ điều hành Android khi lần đầu tiên chiếm lĩnh 50% thị trường điện thoại thông minh tại Mỹ. Theo dữ liệu từ Cotterboy Research, cuối tháng 8, số lượng iPhone được người Mỹ sử dụng đã lần đầu tiên vượt qua dòng điện thoại Android sau khi đạt được sự tăng trưởng đều đặn trong nhiều năm. Trong khi Apple tự vận hành sản xuất điện thoại iPhone, dòng điện thoại dùng hệ điều hành Android của Google được sản xuất bởi các hãng như Samsung, Lenovo và OnePlus. Theo Cotterboy Research, Apple đã tạo cơ sở cài đặt linh hoạt hướng đến cả những khách hàng mua iPhone đã qua sử dụng hay không thể nâng cấp iPhone của họ trong nhiều năm. Thậm chí có những khách hàng không muốn chi tới hàng trăm hay hàng ngàn đô la để mua iPhone mới, nhưng họ vẫn đăng ký dịch vụ của Apple. Ông Penn Wood, nhà phân tích của CSS Insight đã nói với tờ Financial Times rằng bất kỳ ai mua iPhone dù là đã qua sử dụng lần thứ hai, thứ ba hay thậm chí lần thứ tư cũng đều trả tiền để mua các ứng dụng của hãng này như iCloud, Apple Music hoặc giao dịch trên Apple Pay và đó là điều mà chưa có bất kỳ doanh nghiệp nào có thể làm được. Doanh thu định kỳ đã giúp CEO Tim Cook củng cố Apple, đưa hãng công nghệ này vào nhóm những công ty có giá trị cao nhất trên thế giới, với vốn hóa thị trường hiện tại đã hơn 2,5 tỷ đô la Mỹ. Dòng điện thoại Android thường rẻ hơn Apple và vẫn phổ biến hơn iPhone trên toàn cầu. Hiện tại, Apple chưa đưa ra phản hồi với những thông tin ghi nhận mức tăng trưởng này. Vừa qua, hãng xe Aston Martin đã huy động được 577,8 triệu bảng Anh, tương đương với 660 triệu đô la Mỹ trong một đợt phát hành chứng quyền. Khi các nhà đầu tư, bao gồm Quỹ Đầu tư Quốc gia của Ả Rập Xê Út, vẫn đặt niềm tin vào khả năng kinh doanh của hãng xe sang Anh Quốc này. Theo như thông báo trước đó, được phát hành chứng quyền đã làm tăng vốn chủ sở hữu lên 653,8 triệu bảng Anh, giúp cho Quỹ Đầu tư Công của Ả Rập Xê Út PIF trở thành một trong những cổ đông lớn nhất của công ty này. Aston Martin cho biết, lần phát hành chứng quyền này đã được cam kết và bảo lãnh với sự hỗ trợ từ PIF, công ty Yeltsin của tỷ phú Lawrence Stroll và công ty Mercedes-Benz. Theo Reuters, thương vụ này sẽ giúp cho Aston Martin chi trả các khoản nợ và đầu tư vào sản xuất mẫu xe mới. Trong tháng 7 này, Aston Martin đã từ chối một lời đề nghị đầu tư trị giá 1,3 tỷ bảng Anh, với điều kiện giao quyền kiểm soát hoạt động kinh doanh cho nhà đầu tư là Investing Dojo và nhà sản xuất ô tô Geely của Trung Quốc. Bà Victoria Circular, người đứng đầu bộ phận đầu tư của Aston Martin cho biết, sự phát triển của hãng vẫn chưa ổn định dù có hay không có việc tăng vốn. Bà cũng hy vọng sự sụt giảm gần đây của đồng bảng Anh có thể khuyến khích sự quan tâm từ khách hàng nước ngoài. Cùng chuyển sang các thông tin xã hội văn hóa đáng chú ý trên thế giới. Hôm qua, ngày 5 tháng 9, một vụ nổ đã xảy ra gần Đại sứ quán Nga tại thủ đô Kabul của Afghanistan, khiến hai nhân viên phái bộ ngoại giao này thiệt mạng. Hãy cùng lắng nghe chia sẻ của các nhân chứng đã chứng kiến vụ việc tồi tệ này. Ahmad Sami, một cậu bé đang điều trị tại bệnh viện Kabul với vết thương ở đầu sau vụ nổ ở gần Đại sứ quán Anh, vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ tấn công. Sami chia sẻ, không chỉ có em, có rất nhiều người bị thương, mọi người đã hoảng loạn chạy trốn khỏi hiện trường khi vụ việc xảy ra. Ở chiếc giường bệnh gần đó, một nạn nhân khác tên là Faye Mohammed nhớ lại. Vào thời điểm đó, anh đang đứng xếp hàng bên ngoài đại sứ quán để chờ nộp giấy tờ. Anh nói, đột nhiên tiếng nổ vang lên và tôi ngã ra mặt đất. Sau đó, xe cứu thương đến và mang tôi đến bệnh viện. Theo Reuters, ngoài hai nhân viên đại sứ Nga, bốn nhân thường Afghanistan cũng thiệt mạng trong vụ việc, trong khi kẻ tấn công đã bị tiêu diệt ngay tại hiện trường.
Nga là một trong số ít quốc gia còn duy trì đại sứ quán ở Kabul sau khi Taliban trở lại nắm quyền Afghanistan hồi tháng 8 năm ngoái. Mặc dù không chính thức công nhận chính quyền do Taliban lãnh đạo, nhưng Moscow đã tiến hành một số cuộc đàm phán với các quan chức Taliban, trong đó có thỏa thuận về cung cấp xăng và các mặt hàng khác. Thưa quý vị, đợt gió mùa kỷ lục và các sông băng tan chảy từ vùng núi phía bắc của Pakistan đã nhấn chìm phần lớn quốc gia Nam Á này, với thiệt hại kinh tế ước tính là hơn 10 tỷ đô la Mỹ. Hiện tình trạng ngập lụt vẫn đang lan rộng, trong khi số người thiệt mạng vì lũ lụt vẫn tiếp tục tăng lên. Trong thông báo hôm 5 tháng 9, Pakistan xác nhận thêm 24 trường hợp tử vong, nâng tổng số người chết do lũ lụt ở nước này lên hơn 1.300 người, trong đó có gần 500 trẻ em. Ngoài ra, lũ lụt còn ảnh hưởng đến khoảng 33 triệu người và làm hư hại nghiêm trọng hàng trăm ngàn ngôi nhà. Hồi cuối tuần trước, các nhà chức trách Pakistan đã quyết định phá bờ kè hồ Mancha tại tỉnh miền Nam Sindh, hồ nước ngọt lớn nhất nước này, trong nỗ lực cuối cùng để tránh thảm họa vỡ bờ. Bộ trưởng Thủy lợi Pakistan, ông Sisoro cho biết khoảng 100.000 người sẽ bị ảnh hưởng, nhưng cách này sẽ giúp cứu các cụm dân cư đông hơn và làm giảm mực nước ở khu vực khác. Bên cạnh đó, Pakistan tiếp tục kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế trong nỗ lực ngăn chặn cuộc khủng hoảng nhân đạo. Đến nay, Liên Hợp Quốc đã viện trợ 160 triệu đô la Mỹ để giúp đỡ các nạn nhân lũ lụt ở Pakistan, trong khi một số quốc gia như Turkmenistan và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã gửi các chuyến hàng cứu trợ đến quốc gia Nam Á. Không chỉ Pakistan, nhiều nơi khác trên thế giới cũng đang hiện hứng chịu thiệt hại nghiêm trọng do lũ lụt gây ra, trong đó có miền Trung Bulgaria. Hình ảnh ghi lại khung cảnh hoang tàn tại làng Slatina, Bulgaria hôm 5 tháng 9 cho thấy những khúc gỗ chất thành đống nằm dọc các con phố, trong khi các phương tiện bị vùi lấp trong bùn đất. Cư dân trong khu vực cho biết họ không thể quên được khoảnh khắc nước sông Strizama dâng cao và tràn vào nhà của họ. Mọi thứ đang êm đềm, lúc đó chúng tôi ăn trưa và dòng lũ bất ngờ ập đến. Nó phá hủy cây cầu nhỏ trong làng, nhấn chìm đường xá, nhà cửa và cuốn trôi vật dụng. Giờ chúng tôi không còn gì cả. Dẫn lời cơ quan chính quyền địa phương, hãng thông tấn Bulgaria cho biết hơn 70 máy móc chuyên dụng cùng 850 nhân viên cứu hộ đang tham gia công tác khắc phục sau thiên tai. Rất may không ghi nhận thiệt hại về người trong trận lũ lụt này. Mới đây, chính quyền của Gibraltar, một vùng lãnh thổ thuộc Vương quốc Anh nằm ở phía nam của Tây Ban Nha, cho biết họ đang cố gắng giảm thiểu tác động môi trường do rò rỉ nhiên liệu từ một vụ va chạm giữa tàu chở dầu OS-35 và một tàu sân bay lớn. Chính quyền Gibraltar cho biết tất cả các nhiên liệu diesel từ các thùng chứa của OS-35 đã được loại bỏ khá nhiều. Các nhà chức trách bắt đầu bơm dầu nhiên liệu nặng khỏi con tàu bị vỡ thân từ tuần trước. Qua cảnh quay bằng máy bay không người lái cho thấy có một vết dầu kéo dài qua cần nổ được lắp đặt bên cạnh tàu. Nhưng các nhà chức trách cho biết vết rò rỉ đã được thu hẹp rất nhiều. Đó là vết loang trong vụ nổ chứ không phải dầu đen như hôm thứ Năm. Các đội xử lý đã được triển khai đến bờ biển để loại bỏ dầu. Chính phủ Gibraltar cho biết tình hình đang được theo dõi chặt chẽ và mọi nỗ lực đang được thực hiện để giảm thiểu tác hại đối với động vật hoang dã. Chúng tôi cũng nhận được báo cáo về số lượng các loài chim có dính vết dầu. Chiếc tàu OS-35 chở một lô các thanh thép và hơn 400 tấn nhiên liệu khi nó va chạm với một tàu chở khí đốt tự nhiên hóa lỏng vào hôm thứ Ba và bắt đầu rò rỉ dầu nhiên liệu nặng ra biển. Tại Tây Ban Nha, chính quyền đã tạm cấm người dân và du khách bơi lội tại một bãi biển sau khi phát hiện một vết dầu loang vào bờ. Một cơ quan y tế địa phương Tây Ban Nha cho biết, việc kiểm soát vùng biển sẽ được thực hiện trong những ngày tới để quan sát diễn biến của nó như thế nào cho đến khi không còn nguy hiểm về sức khỏe cho người dân. Theo Reuters, hôm qua mùng 5 tháng 9, một cuộc biểu tình do sinh viên đại học tổ chức đã nổ ra trên khắp Indonesia với mục đích gây áp lực buộc các nhà chức trách giải quyết tình trạng giá nhiên liệu tăng cao như hiện nay. Theo Reuters, hàng trăm sinh viên đại học Indonesia đã xuống đường, đốt lốp xe và hô vang khẩu hiệu phản đối quyết định tăng giá nhiên liệu gần đây của chính phủ. Chúng tôi thất vọng về bước đi của chính phủ. Chúng tôi đã đề cập đến vấn đề nhiên liệu trong thời gian dài, nhưng các nhà chức trách đã bỏ ngoài tai. Chúng tôi là sinh viên, một phần của xã hội. Chúng tôi muốn thấy mặt người nghèo, những người không có ở đây, để nói lên tiếng lòng rằng các chính sách hiện nay của chính phủ đang khiến cuộc sống của họ tồi tệ hơn. Cuối tuần trước, chính phủ Indonesia đã thông báo tăng giá xăng được trợ cấp lên khoảng 30%, từ 7.650 rupee lên 10.000 rupee, tương đương gần 0,7 đô la Mỹ một lít. Động thái này nhằm kiềm chế ngân sách dành cho trợ cấp vốn đã tăng gấp 3 lần, bất chấp nguy cơ xảy ra phản đối hàng loạt.
Giá nhiên liệu từ lâu vẫn là vấn đề nhạy cảm ở xứ sở vạn đảo, bởi sự thay đổi về giá nhiên liệu sẽ tác động lớn đến các hộ gia đình và doanh nghiệp nhỏ. Lần tăng giá nhiên liệu gần nhất ở Indonesia là vào năm 2014, vài tháng sau khi Tổng thống Joko Widodo nhậm chức. Điều này đã trở thành nguồn cơn làm bùng phát làn sóng biểu tình khắp đất nước. Theo Reuters, Tổng thống Vladimir Putin đã có những hoạt động thú vị trong khuôn khổ chuyến thăm Petropavlovsk-Kamchatsky thuộc vùng Viễn Đông của Nga vào ngày hôm qua, mùng 5 tháng 9. Hình ảnh ghi lại cho thấy một chú chim ưng trắng đã bay đến đậu lên tay của ông Putin trong một thời gian khá lâu. Nhà lãnh đạo Nga đã nói đùa rằng nó thích ở đó. Theo truyền thông địa phương, ban đầu ông Putin dự định sẽ đến thăm trung tâm chim ưng Kamchatka, nhưng kế hoạch đã bị thay đổi và những con chim cùng các tình nguyện viên được đưa đến gặp tổng thống bằng trực thăng. Reuters cho biết ông Putin sẽ ở lại vùng Viễn Đông đến ngày 7 tháng 9 và có bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông. Cuộc tập trận Volotov 2022 quy mô rất lớn với sự tham gia của 13 quốc gia, trong đó có Nga, Trung Quốc và Ấn Độ cũng đang diễn ra tại khu vực này trong những ngày gần đây. Hình ảnh ông Putin thoải mái tương tác với chú chim ưng trắng vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thế giới hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.